Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của siêu phẩm Mỡ Cúc. Chắc hẳn là quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang háo hức mong chờ cái kết của câu chuyện này. Như quý vị cũng biết rồi, ở tập trước sau khi mà biết tin bằng là kẻ đứng sau, hãm hại tất cả mọi người thì Thu Cúc đã lên kế hoạch để xử lý Bằng. Và mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Liệu rằng có một âm mưu nào đó mà Bằng chưa tiết lộ hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối, tập 15 của bộ truyện Mỡ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tom An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 11 giờ trưa trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Vậy nên quý vị nếu như yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy đăng ký vào kênh Chị Dậu, ủng hộ cho Tâm An và ủng hộ cho kênh Chị Dậu nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 15 của bộ truyện Mợ Cúc, tác giả Diễm My qua giọng đọc của Tâm An. Tôi lên tiếng Nói rõ cho mọi người dân ở đây Nghe đầu đuôi câu chuyện Của tôi và Đạt Ai ai cũng tán thành Để quý đi xét nghiệm ADN Để xem Mẹ chồng tôi và anh Có phải là mẹ con ruột hay không Mọi chuyện sẽ rõ ngay Chị nói anh ấy là chồng của chị Mà cái gì chị cũng không biết Anh ấy cao bao nhiêu Chị cũng không nói được Chứng tỏ chị nói dối Bây giờ để công bằng Chúng ta cứ đưa Quý vào bệnh viện Để xét nghiệm đi Đúng sai Sẽ biết ngay thôi Nhưng chị ta nghe xong Đùng đùng đứng dậy Và kéo tay của anh Tôi không đi Mấy người đừng có ỉ đông mà làm tôi sợ Vợ chồng tôi không quen biết mấy người Mắc mớ gì Chúng tôi phải nghe lời mấy người chứ Tôi không cho chồng tôi đi đâu hết Không đi Anh ấy khờ khảo Rồi bị mấy người lừa gạt thì sao Xã hội bây giờ lừa đảo lừa đảo nhiều vô kể tôi không đi tôi không tin chị ta khăng khăng không đi rồi đó đem cái bụng bầu ra và dọa có cái gì sẽ bắt chúng tôi chịu trách nhiệm mẹ chồng tôi từng bước từng bước đi lại dù chị ta có đứng ra ngăn cản không cho mẹ chồng tôi tới gần con trai nhưng bà lên tiếng út đạt mẹ không biết vì sao con không nhận ra mẹ và vợ con nhưng mà vừa mới nhìn thấy con mẹ biết ngay con là con trai của mẹ chúng ta là mẹ con mẫu tử liền tâm mẹ tin chắc chắn là con út đạt của mẹ trên tay của con vẫn còn vết sẹo do tai nạn để lại vết sẹo tuy nhỏ nhưng con nói với mẹ rằng mỗi lần con nhìn vào đó con sẽ nhớ tới người đã hại con út đạt con qua đây với mẹ đi Nào Còn qua đây với mẹ Mẹ và vợ con Khóc sắp mổ mắt rồi Đạt à Mẹ nhớ con lắm Con trai của mẹ Mẹ chồng tôi nức nở Toàn thân của bà run rẩy Theo tiếng khóc Tôi chạy đến đỡ lấy bà Khóc theo bà Bên đó quý nhăn mặt Dày dày chán của anh ta Đau đầu quá đau đầu quá. Lúc này cô vợ định kéo anh đi, nhưng làm sao mà đi được khi ở đây có bao nhiêu vệ sĩ của mẹ chồng tôi thuê chứ. Đúng lúc đó công an đột nhiên kéo đến, họ nói rằng có người gọi điện báo rằng có một tốp xã hội đen đang đứng đây quấy giày dân, nên họ đến kiểm tra. Nhân tiện như vậy tôi trình bày mọi việc, mong công an có thể thuyết phục chị mãi kia hợp tác đi cùng với chúng tôi một chuyến đến bệnh viện để kiểm tra tôi đưa giấy tờ tùy thân của tôi ra, giấy đăng ký kết hôn của tôi và anh cùng với các hình ảnh liên quan, những clip hai chúng tôi bên nhau cho anh công an xem. đến lượt chị ta thì ú ớ, không có bằng chứng để chứng minh mối quan hệ. tôi, tôi là vợ anh ấy, tôi ít học nên chúng tôi không đăng ký kết hôn, nhưng anh quý thật sự là chồng của tôi. Còn Đạt lúc này Anh liên tục ôm đầu khi nhìn thấy những hình ảnh đó Anh nói rằng đầu anh đau quá Đầu anh muốn nổ tung Thế là công an hỗ trợ chúng tôi Đưa anh sang bệnh viện Phú Quốc Để thăm khám Còn chị vợ tin mãi kia Thì tạm giữ để điều tra Nếu như đó thật sự là chồng Thì chị ta sẽ không thoát được tội Giữ người trái quy định pháp luật Dọc từ hòn sườn về Phú Quốc Đầu của đạt vẫn đau. Tay của anh ôm đầu, ngồi co ro nhìn về chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Anh à, không sao đâu. Tí nữa về đến bệnh viện, bác sĩ sẽ khám cho anh mà. Thật lòng tôi muốn ôm anh, cho thỏa những nhớ nhung, nhưng anh không cho. Tôi cũng không thể nào ép được. Tôi chỉ ngồi bên cạnh anh cho đến khi chú công an lúc này cho cập bến ở Phú Quốc. Chúng tôi vào đăng ký khám tổng quát cho anh trước, bác sĩ làm đầy đủ các bước rồi nói rằng hiện tại anh đang bị mất trí nhớ tạm thời. Họ cũng nói rõ nguyên nhân có thể là do lúc anh bị chìm xuống nước, đầu anh va đập mạnh vào một vật cứng hoặc là do thiếu oxy cũng dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời. Và bệnh này hoàn toàn có thể chữa được. Nghe xong, tôi và mẹ chồng tôi cũng hiểu rằng vì sao anh đột ngột lại không nhận ra ai và cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không giống như người bình thường bác sĩ cũng nói rõ ràng nếu như không điều trị sớm thì chắc chắn căn bệnh mất trí nhớ này sẽ hệ lụy về sau rất nguy hiểm và dần dần người đó sẽ không còn tự chủ được nữa bác sĩ giải thích xong xuôi chúng tôi ngồi đợi kết quả giám định adn Mẹ chồng tôi chọn tôi, giám định kết quả nhanh. Nhưng nhanh ở đây cũng mất 4 tiếng đồng hồ mới có kết quả. Ngồi trên ghế của bệnh viện, tôi nhẹ nhàng kể cho anh nghe những chuyện cũ, những kỷ niệm của tôi và anh, hy vọng qua những câu chuyện đó sẽ giúp anh nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện. Còn góc kia, cô vợ bầu bí tên Mãi kia méo mặt, tôi nhìn xuống bụng của chị ta. Trong lòng cảm thấy đau thêm một chút. Lòng tôi buồn lắm. Nếu thật sự đó là con của anh, tôi không biết bản thân được mấy phần chấp nhận. Chung quy lại, tôi chỉ là một con người bình thường, với những hỉ nộ ái ố, tôi không cao thượng, không thánh thần mà có thể khoan dung được mọi thứ. Tôi cũng tầm thường với sự ghen tuông và ngờ vực ích kỷ trong tình yêu. Thật ra chờ kết quả ADN cũng chỉ là hình thức để nói chuyện với chị Mãi kia và chính quyền chưa mẹ con tôi khẳng định mười mươi đây chính là đạt đạt đen hơn tóc tai không được gọn gàng quần áo không được chỉnh tề nhưng mà trực giác và cảm giác thì tôi không sai đến cả vết sẹo nhỏ trên tay còn nguyên thì làm sao mà lẫn lộn được anh nghi ngại hỏi tôi cô à, à, cô là vợ của tôi à thế tại sao tôi nhiều vợ thế Tôi cười nhẹ, gật đầu nói với anh. Em mới là vợ của anh, còn chị kia thì không phải đâu. Bọn mình cưới tháng 9 năm vừa rồi đấy. Anh nhìn ảnh chúng ta chụp chung với nhau này. Tôi lấy điện thoại ra cho đạt xem từng tấm ảnh, mỗi tấm hình đều giải thích cho anh nghe bức ảnh đó được chụp ở đâu, nhân dịp gì và cho anh xem những thành viên khác, ba, mẹ và cả chị thư. Anh có nhận ra ai không? Tôi không nhớ. Vậy trong đầu của anh nhớ gì? Anh nói cho em nghe đi. Anh chỉ người phụ nữ tên mãi kia. Tôi chỉ nhớ cô ấy là vợ của tôi. Anh Đạt này, ngoài chị ấy ra, anh có nhớ những chuyện cũ không? Ví dụ như chuyện lúc anh còn nhỏ. Không, tôi không nhớ gì. Thì thoảng có hình ảnh chạy trong đầu tôi nhưng tôi không nhớ được tôi chỉ thấy đau đầu thôi không sao đâu anh đừng cố ép mình nhớ đợi có kết quả adn xong em đưa anh đi điều trị rồi anh sẽ nhớ lại mọi thứ bây giờ em đưa anh đi ăn nhé ừ tôi cũng đói rồi tôi quay sang nói với mẹ chồng mẹ ơi chúng ta đi ăn đi anh đạt nói anh ấy đói rồi mẹ ạ mẹ chồng tôi hát mắt về phía chị mãi đang đứng ngồi không yên tôi thấy vậy liền nói với chị ta đến nước này chắc chị cũng biết kết quả rồi có đúng không chị nhân lúc chồng tôi không nhớ gì mà giữ anh ấy lại cho riêng mình chị có biết chị làm như vậy là trái với quy định của pháp luật không này tôi tôi có làm gì anh ta chứ chẳng phải anh ta rất khỏe mạnh đấy thấy Nói vậy là chị ta thừa nhận Đây không phải là chồng của chị ta rồi Tôi cũng không muốn ác Dù sao bấy lâu nay Cũng là do chị ta lo lắng cho chồng tôi Cái ăn cái mặc Nên tôi ngồi xuống Nói chuyện rõ ràng Bây giờ chị nói rõ mọi chuyện đi được không Chị phải nói thật Thì tôi mới đảm bảo rằng Không ai làm gì chị Cô Cô nói Tôi phải nói cái gì mà nói rõ chứ Chị nói cho tôi nghe Chị gặp anh ấy ở đâu Trong tình trạng như thế nào Mọi chuyện sau đó Là như thế nào Chị ta nghe xong cứ chần chừ Mười ngón tay bấu vào vạt áo nhăn nhúm Thật ra thì nếu chị ta đã cứu chồng tôi Thì tôi và gia đình mang ơn chị ta không hết Chỉ là muốn nghe đầu đuôi câu chuyện như thế nào Suy nghĩ phải tầm 10 phút chị ta mới thành thật lên tiếng thôi được rồi thật ra anh này không phải là chồng của tôi chồng tôi bỏ đi theo người đàn bà khác nhưng mà lúc đó tôi phát hiện mình có bầu tôi đau lòng lắm tôi định cho ghe ra khơi tôi tự tử nhưng mà tôi chưa kịp tự tử thì tôi lại gặp cái ông kia ông ấy ông ấy kêu tôi cứu Tôi vớt được Nhưng mà Tôi vớt được cái ông này Nhưng mà Ông ta không nhớ gì Tôi cập ghè lại Tôi thấy anh này đẹp dai Hao hao giống chồng tôi Nên tôi quyết định Nhận bừa là chồng mình Ông kia ông ấy cũng tin Ông ấy giao Anh này lại cho tôi Chị ta ấp ốm Kể tưởng tận cho tôi nghe Nghe đến đó, trong lòng tôi dường như vừa được nhẹ đi trăm ngàn ký, tảng đá nặng chịu kia, bị đá bay khỏi bụng, nhẹ nhõm vô cùng. Rồi, chị kể cho tôi nghe tiếp đi. Thì sau đấy, tôi đem anh này về ghe của tôi. Tôi nói, tôi là vợ của anh ấy. Vậy là anh ấy cũng tin lời chị nói á? Thì anh ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế, có biết cái gì đâu mà không tin. Tôi nói thế nào, anh ta nghe như thế mẹ chồng tôi lúc này lên tiếng hỏi thế cô có thấy cái nhẫn trên tay của con trai tôi không ờ, có có cái nhẫn cưới nhưng mà tôi không có tiền tôi bán rồi nhưng mà tôi mua một cặp khác tôi đeo vào đây thế tại sao cô làm như thế tại sao cô không báo cho chính quyền để tìm thân nhân cho nó tôi tôi Thấy chị ta ấp ốm không nói nên lời... Tôi khuyên chị ta... Chị có nói thật đi... Tôi thấy chồng của cô đẹp trai... Lại đeo nhẫn cưới xịn... Nên tôi định... Chị định làm gì? Tôi định... Cho anh ấy... Làm cha của con tôi luôn... Thấy chị không nghĩ đến trường hợp... Anh ấy nhớ ra mọi chuyện... Tại sao chị lại dám làm như thế? Này... Tôi không học hành gì nhiều thôi chỉ nghĩ đơn giản là có người làm cha cho con tôi thôi rồi làm chồng của tôi với lại tôi nhìn tôi biết anh ấy con nhà giàu mà đeo chiếc nhẫn xịn như vậy lỡ như có tìm về gia đình thì tôi cũng có nơi nương tựa tôi lúc đó tôi suy nghĩ như thế tôi thở ra thay cho chị ấy cũng không biết nói như thế nào bây giờ tôi nói hết rồi Hai người uh, cho tôi đi được chưa? Mẹ chồng tôi liền lên tiếng. Khoản đã, từ lúc ở với nhau đến giờ, cô và con trai của tôi uh, uh, có gần gũi với nhau lần nào chưa? Chị ta nghe xong lắc đầu lia lịa. Ấy, không có, cái này tôi thề. Tôi có bầu, gần gũi làm sao được? Với lại... Thì... Chị ta bĩu môi nói tiếp. Với lại... Uh, cái người to xác thế kia Mà yếu sinh lý Chả thế lên lần nào Yếu siêu Tôi nói thật nhé Thua xa chồng của tôi Tôi với mọi người nghe xong thì phì cười Chịu không nổi câu nói của chị ta Thôi Thì chị ta thật lòng nói ra hết mọi chuyện Tôi cũng không nên làm khó chị ta làm gì Cũng nhờ những ngày qua Chị ta lo lắng cho chồng tôi ăn ngủ Nếu không Tôi không biết mọi chuyện đã như thế nào tôi bàn với mẹ chồng biếu chị ta một số tiền để sinh con cũng là cách cảm ơn thực tế nhất mẹ chồng tôi tán thành bà kêu chúng tôi đi ăn cơm bà đi ra ngoài kia rút tiền tôi rủ chị ta đi luôn chị ta rụt rè hỏi này thế công an có bắt tôi không không chị đi ăn với chúng tôi đi à chị có cần siêu âm gì không sẵn ở đây chị siêu âm luôn đi thôi không cần đâu cho tôi đi là được rồi Tôi cười nhẹ Chắc là chị ấy sợ mấy anh công an ở đây Tôi đã nói không sao Nhưng mà chị cũng không chịu thăm khám cái gì Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện Ra quán ăn chị ấy cũng không chịu ăn Ngồi đợi mẹ chồng tôi về đưa tiền Sau đó bỏ đi mất Không cần ai đưa về Mẹ chồng tôi nói Thôi con ạ à, Kệ cô ta Chắc là cô ta đang sợ Cứ để cho cô ta đi mình nhiệt tình quá cũng đâu có được Hai đứa gọi món chưa Con gọi rồi mẹ Mà mẹ ơi chuyện này Chúng ta tính thế nào Nếu như đem anh Đạt về Có an toàn không ạ à? Con định Là bọn con sẽ lên Sài Gòn điều trị Khi nào anh ấy nhớ lại mọi chuyện Thì chúng con sẽ về Chưa tình trạng thế này con sợ Có người tìm cách Hại anh ấy Ừ mẹ đồng ý Mẹ đưa hai đứa lên bệnh viện Sau đó mẹ về Dạ thôi bọn con đi được Mẹ cho thêm hai vệ sĩ đi theo là được rồi ạ à? Mẹ đi lâu quá Con sợ rằng Bằng sẽ nghi ngờ Thôi được rồi Mẹ sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho con Còn cứ chọn những phương pháp tốt nhất Tiền bạc không thành vấn đề Dạ vâng Con biết rồi Nhân viên dọn món lên Tôi với mẹ gắp thức ăn cho anh nhìn anh ăn ngon lành mà thấy thương quá chắc là những ngày tháng qua ăn uống vất vả lắm nên bây giờ ăn một loáng là sắp hết thức ăn trên bàn anh ngẩng lên nhìn thấy tôi và mẹ anh ngơ ngác hỏi à, hai người không ăn à anh ăn đi anh ăn nhiều vào ăn xong em đưa anh đi mua đồ đẹp để mặc nhé đồ đẹp á ừ đồ đẹp sau rồi đi cắt tóc cho anh sau khi ăn xong xuôi, tôi và anh đi mua quần áo, còn mẹ chồng tôi quay lại bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm. Bây giờ cắt tóc gọn gàng, thay bộ quần áo tươm tất, anh lại trở về, chính anh của ngày trước. Chính là anh Lâm Tấn Đạt. Dẫu tôi và mẹ chồng đã đoán kết quả xét nghiệm, nhưng khi trực tiếp đọc dòng chữ khẳng định quan hệ mẹ con, khiến hai chúng tôi xúc động vô cùng. Cả tôi và mẹ ôm chầm lấy anh, khóc trong hạnh phúc vô bờ bến, không có một từ ngữ nào có thể diễn đạt được cảm xúc. Đúng là trời cao có mắt, anh còn sống, anh đã quay về với tôi. Đêm hôm đó sau bao nhiêu ngày xa cách, tôi mới được ôm anh ngủ, anh hơi rụt rè, chỉ nằm yên và không cử động, cũng không ôm tôi. Nhưng không sao. Chỉ cần anh nằm đây Chỉ cần nghe hơi thở nhẹ nhẹ của anh phát ra Là tôi sung sướng lắm rồi Còn tất cả mọi chuyện Cứ từ từ sẽ tính tiếp Em nhớ anh lắm Anh Đạt Anh nói với em đi Đây không phải là giấc mơ Tôi... Tôi ngước lên nhìn anh Thấy nét bối rối của anh trên khuôn mặt Tôi phỉ cười nói tiếp anh không nói cũng không sao bởi vì em biết đây không phải là một giấc mơ đây chính là hiện thực tôi vòng tay mình vào bàn tay của anh chui rúc vào người của anh nhắm mắt ngủ một mạch cho đến sáng sau bao nhiêu ngày tháng thì đêm nay là đêm mà tôi ngủ ngon nhất không còn tỉnh giấc với cây gối ướt đẫm không còn bật dậy tìm bức ảnh của anh bởi vì anh đã về đã về bên tôi sáng hôm sau tôi vào chi nhánh làm giấy tờ xin nghỉ và bàn giao công việc lại cho người khác vì tôi không phải là nhân viên làm việc ở đây nên mọi việc được diễn ra nhanh chóng mà thực ra vì tôi là con dâu của chủ tịch cho nên nói trắng ra là không ai dám làm khó dễ gì tôi bởi vậy có câu nói vũ khí mạnh nhất chính là đồng tiền và quyền lực khi có tiền rồi mọi chuyện được giải quyết nhanh và gọn nhất có thể sau chuyện ở chi nhánh tôi gom đồ đạc về nhà mẹ chồng tôi cũng về lại nhà bà căn dặn tôi và anh vài chuyện sau đó bắt taxi ra bến tàu vì hiện tại anh không có giấy tờ tùy thân nên tạm thời phải đợi mẹ chồng tôi về nhà làm các thủ tục sau đó gửi qua cho chúng tôi bà cũng sắp xếp chuyện vừa rồi tôi đang tin tìm đạt ổn thỏa bà bỏ ra số tiền không hề nhỏ để xóa hết các tin tức tìm người và sắp xếp để người dân hòn xưởng không tiết lộ câu chuyện ở bên đây tôi đi chợ về nấu cơm cho hai đứa ăn cho anh uống thuốc của bác sĩ dặn dò rồi sau đó kể cho anh nghe những câu chuyện đã qua mong anh phần nào nhớ lại một chút chỉ cần một chút thôi tôi cũng vui lắm rồi anh nghe tôi kể anh im lặng không nói gì tôi hỏi anh có ấn tượng gì với những câu chuyện mà tôi kể không anh lắc đầu nhăn mặt không tôi chả nhớ gì cả tôi cầm lấy tay của anh không sao đâu từ từ anh sẽ nhớ lại anh đừng cố quá cứ để mọi chuyện tự nhiên ngồi bên hiên cửa tôi dựa đầu vào vai của anh nhìn bầu trời có áng mây xanh đang trôi về nơi nào đó có những chú chim nhỏ đang ríu rít trên cành cây tôi ôm tay anh chìm trong hạnh phúc sau những ngày rông bão bất chợt đạt xoay đầu và hôn lên tóc của tôi tôi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh đạt luống cuống giải thích cho tôi ừ, tôi tôi không biết tôi bị làm sao nhưng tôi muốn hôn cô tôi phì cười tôi dấn người hôn lên môi của anh chậm rãi hôn lên vành môi đỏ mọng và mềm mại sau những giây phút bất động anh cũng đáp trả tôi bằng cái ôm sau đó chủ động ngậm lấy đôi môi làm chủ lại tình cảnh này anh ôm tôi hôn tôi đưa tôi trở lại cảm giác của ngày trước của ngày bão chưa ghé ngang đời hôm sau đến chiều tôi nhận được giấy tờ của mẹ chồng tôi gửi qua và cả hai vé máy bay trong đêm từ sân bay phú quốc về lại sân bay tân sơn nhất lại còn là vé vip chứ tôi vào sửa soạn quần áo cùng anh bắt xe ra sân bay không quên trang bị cho hai đứa khẩu trang cùng với mắt kính dù sao cẩn thận vẫn là tốt nhất còn bằng anh ta vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng tôi không trả lời tôi quá sợ anh ta thực sự rất sợ mẹ chồng tôi đang điều tra lại chuyện của bà tám xem có đúng là bà ta giả điên để trốn án tù hay không và cả chuyện của anh công bà vào tù để thăm hai công đi hỏi xem ai đã xúi hắn giết đạt. Trở đủ bằng chứng, mẹ chồng tôi sẽ phanh phui mọi chuyện một lượt, để anh ta muốn trở tay cũng không kịp. Trở lại Sài Gòn lần này, tôi đưa anh nhập viện trước để cho các bác sĩ thăm khám. Sau khi xem kết luận ở bệnh viện Phú Quốc, các bác sĩ ở đây yêu cầu khám lại một lần nữa cho chính xác và cũng đồng kết luận rằng anh bị mất trí nhớ tạm thời. Tôi hỏi bác sĩ khả năng khi nào anh mới phục hồi như trạng thái khi ban đầu. Bác sĩ nói với tôi, "Còn tùy vào từng người, nhưng trường hợp của anh chắc là không lâu đâu, chỉ cần uống thuốc và thực hiện đúng như căn dặn là được." Tôi đăng ký phòng riêng cho hai chúng tôi ở, chi phí có đắt nhưng mà an toàn và cũng riêng tư. Chuyện tôi lên đây điều trị cho anh, tôi chỉ nói cho một mình ba tôi biết, tôi không dám nói cho chị thư hay là mẹ của tôi nghe được rằng tôi đã tìm được anh còn về phía ba chồng mẹ chồng tôi cũng nói trong lúc ăn cơm bà nói rằng bà đi du lịch do buồn quá ông cũng hiểu chuyện nên tán thành tôi đi đây đó cho khuây khỏa chứ không trách cứ gì tôi bằng cũng tin anh ta nhắn tin bảo tôi cứ đi lâu lâu một chút đến khi nào thấy thoải mái thì hãy về ngày qua ngày anh được các bác sĩ phát đồ điều trị kết hợp với uống thuốc. Bác sĩ khuyến khích tôi hàng ngày nói chuyện cũ cho anh nghe, kể những chuyện trong quá khứ để nhanh có kết quả. Những ngày đầu, đạt thay than, anh đau đầu. Bác sĩ giải thích đó là hiện tượng bình thường của người mất trí nhớ tạm thời. Có người nặng hơn còn nôn ói, mất nhận thức. Trường hợp của anh còn nhẹ lắm, chỉ quên những ký ức của quá khứ. Chứ khả năng tính toán nhìn nhận đồ vật Anh làm rất tốt Tôi cũng yên tâm Và tiếp tục cùng anh trên con đường Tìm lại ký ức ngày xưa Những ngày này tôi và anh ăn cơm của bệnh viện Ở đây có thể đăng ký ăn hàng ngày Nên không cần phải ra ngoài mua thức ăn Cũng tránh trường hợp Gặp gỡ người khác Ba tôi cũng đến thăm Tuy Đạt chưa nhận ra ba tôi Nhưng anh có thể nhớ là anh và ba tôi có quen nhau anh nói trong tiềm thức của anh bây giờ Người xuất hiện nhiều nhất Chính là tôi Anh thấy tôi cười Anh thấy tôi xinh đẹp trong tà áo cưới Anh tạm thời chỉ nhớ được như vậy thôi Nhưng không sao Tôi có niềm tin rằng Anh sẽ nhớ nhanh lại mọi thứ Để cùng tôi Chiến đấu chống lại kẻ xấu Ở trong phòng mãi Cũng tù túng Tôi nắm tay anh Cùng nhau dạo ở khuôn viên của bệnh viện giờ này là ban đêm cũng ít người qua lại chỉ lác đác có vài người thôi tại sao em nhìn anh nhiều thế thấy anh đẹp à ừ đẹp thế còn em anh thấy em đẹp không đẹp chứ đẹp gái lắm anh cũng đẹp trai đẹp nhất trong lòng của em tôi tựa lên vai của anh nhìn ngắm những vì sao nhỏ đang bao quanh khuôn mặt tôi hát cho anh nghe bài hát ba lát khoảnh khắc ấy yên bình làm sao mỗi ngày đạt càng tiến triển bây giờ anh có thể nhận ra tôi có thể nhớ lại rất nhiều kỷ niệm của hai đứa lần này ba tôi đến thăm anh có thể nhận ra ba tôi còn hỏi mẹ tôi có khỏe không làm tôi mừng muốn rơi nước mắt tôi hỏi anh về những thành viên trong nhà anh trả lời rành mạch Tôi vội vàng đưa anh đi khám bác sĩ. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ nói rằng anh đang hồi phục rất tốt. Cứ theo cái đà này thì chuyện nhớ lại mọi thứ không lâu nữa đâu. Chỉ cần nhớ được một số chuyện là tất nhiên kéo theo cả một dây ký ức cũ. Anh nắm tay tôi ra khỏi phòng bác sĩ, nắm chặt cho đến khi về phòng riêng vẫn không buông. Tôi hỏi anh. Anh đói không? em đi mua cái gì cho anh ăn nhé không anh không ăn đâu anh no rồi tôi tròn mắt từ hồi mất chi nhớ anh toàn xưng tôi gọi cúc bây giờ là lần đầu tiên anh xưng anh với tôi tôi ngồi xuống giường vội vã hỏi anh anh vừa nói gì anh nói là em nghe xem nào anh không đói anh nhìn em anh no rồi Trời đất ơi, tôi ôm um lấy trái tim của mình. Trái tim của tôi nó sắp rơi ra rồi. Cách nói chuyện này, nụ cười này, ánh mắt lưu manh này. Anh đang dòm ngó xuống bầu ngực của tôi. Có phải, có phải anh nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi không? Anh à, anh nhớ lại rồi. Anh nhớ lại hết rồi có phải không? Anh gật đầu và kéo tôi vào lòng của anh. Hồn lên môi của tôi thật nhẹ. Làm cho những dây thần kinh của tôi kích động dữ dội tôi liền choàng tay lên cổ và ôm lấy anh hồn khắp mặt mũi anh trung sung sướng chồng ơi cuối cùng chồng tôi cũng nhớ lại mọi chuyện rồi em mừng quá em mừng quá chồng ơi nào đừng khóc không được khóc em mừng quá em tôi không biết phải nói như thế nào tôi không biết phải nói gì để diễn tả cảm giác lúc đó tôi chỉ biết hạnh phúc tôi chỉ biết sung sướng mà ôm chầm lấy anh không buông đúng lúc này thì mẹ chồng tôi gọi bà nói bà hỏi han rất kỹ chuyện của hai công đột nhiên tại sao lại muốn giết đạt là do người khác xúi bảo người đầu dây chính là bằng bà đã ghi âm cuộc nói chuyện với cái người làm việc cho bằng ông ta đồng ý giúp bằng bởi vì bằng hứa rằng sau khi mà khử được hai công và cả đạt bằng sẽ cho ông ta lên làm giám đốc tổng công ty nên ông Tám mới làm theo. Và chuyện bà Tám đúng là bà ta giả điên thật. Thám tử mẹ chồng tôi thuê đã cung cấp hình ảnh bà ta hoàn toàn bình thường, không hề điên dại giống như Kim Ánh nói. Giấy mà Kim Ánh mang đến cho bà chồng tôi xem về tình trạng bệnh tật của bà Tám là giả, còn dầu kia cũng là giả nốt. Tôi tặc lưỡi nói. Cô ta to gan quá, dám làm giả con dấu của bệnh viện. Kiểu này ở ngoài, chắc là không muốn rồi mẹ. Cô ta muốn ăn cơm tù rồi. Nếu như nó thích, ý, con cho nó tọa nguyện đi. Mà Đạt thế nào rồi con? Tôi đưa máy cho Đạt để nói chuyện với bà. Khi hay tin anh nhớ lại mọi chuyện, mẹ chồng tôi cũng bật khóc giống như tôi. Đạt lên tiếng. Kìa mẹ, mẹ nín đi. Đợi con trở về, còn sẽ tính nợ cũ Nợ mới với hắn ta một lượt Giọng nói của Đạt chắc nịch Ánh mắt kiên định Tôi đã nói anh nghe toàn bộ những chuyện xảy ra Khi anh mất tích Cùng với những gì tôi và mẹ điều tra nghi vấn Chúng tôi bàn bạc dẫn dụ Cho anh ta tự xa lưới Để ba chồng tôi nhìn rõ bản chất thật sự Của vị bác sĩ hiền lành Đạo đức kia Việc đầu tiên chính là vụ bà tám giả điên Để qua mắt công an và kim ánh làm giả con dấu của giám đốc bệnh viện. Tuy có đủ bằng chứng, nhưng có mỗi mình mẹ chồng tôi ở dưới đó, e là không đủ sức để chống chọi. Với lại những lời bạo biện của bằng, rất là kinh khủng. Nên phải đợi cho đạt xuất viện thì chúng tôi mới thực hiện được kế hoạch hốt trọn ba mẹ con nhà họ. Bác sĩ đến khám cho anh nói rằng trong tuần này Đạt có thể xuất viện, nhưng anh phải tuân thủ uống thuốc để phục hồi tốt nhất hôm nay là thứ tư rồi chỉ còn có hai ngày nữa thôi là chúng tôi có thể về nhà mỗi ngày mẹ chồng tôi đều gọi lên nói tình hình ở quê bằng thì gần như là ở công ty nhiều hơn ở phòng khám anh ta thuê rất nhiều bác sĩ y tá còn treo bảng không lấy tiền khám bệnh cho người nghèo những người dân ở đây tung hô anh ta ghê lắm giống như là một vị thần bởi vì anh ta quá tốt với dân nghèo có phải vì làm quá nhiều chuyện xấu nên anh ta phải làm như vậy để vơi bớt tội ác của mình. Nhưng làm sao mà thoát được? Có vay, ắt phải trả. Cuối cùng ngày đạt xuất viện, chúng tôi vui mừng đi về nhà ba mẹ của tôi. Cũng là nói rõ mọi chuyện vừa qua cho mẹ và chị Thư nghe. Hai người họ há hốc vì đạt còn sống. Ai cũng mừng cho tôi. Lần này vợ chồng tôi sẽ dẫn chị Thư về quê cùng nhau vạch trần bộ mặt giả tạo của bằng sau khi căn dặn chị thư nên nói và làm những gì sắp xếp xong bà chúng tôi xuất phát về kiên giang khi xác minh là bằng không có nhà ba chúng tôi nhanh chóng vào trong đạt với chị thư sang nhà cũ của bà lớn để ở tạm chúng tôi tạm thời sẽ tránh mặt ở đó còn tôi tôi về phòng cùng mẹ chồng chuẩn bị một vở kịch hay bà nói rằng bà đã giao chuyện kim ánh làm giả con dấu ở bệnh viện để che giấu tội phạm, bên luật sư đang tiến hành khởi tố vụ án. Đến tối, bằng cùng với ba chồng tôi về, thấy tôi đang chơi với cô bắp, thì bằng ngạc nhiên lắm, chạy nhanh đến hỏi tôi. Cúc đây à, em về khi nào vậy? Dạ, em mới về. Con chào ba. Ba chồng tôi đưa cái cặp cho thằng xanh cũng gật đầu. Ừ, sáng nay ba vừa hỏi mẹ con là con đang đi du lịch ở đâu, Vừa nhắc Thì hôm nay con về Dạ vâng Ba vẫn khỏe chưa à? ạ Bà khỏe lắm Cảm ơn con Hỏi hàn vài câu thì ba chồng tôi về phòng tắm rửa Để chuẩn bị ăn cơm tối Bằng thì chưa đi vội Anh ta ngồi gần tôi và cô bắp Hỏi tôi những ngày qua Đã đi đến nơi nào Anh cứ đi tắm đi Rồi chúng ta nói chuyện sau nhé Em có quà Tặng cho anh đấy Thấy thái độ nhẹ nhàng của tôi Bằng cười lắm Vội vàng gật đầu Được, anh đi liền Tôi và mẹ chồng tôi nhìn nhau gật đầu nhẹ Và bắt đầu hành động Tôi giao cô bắp lại cho con tí Tôi về phòng riêng Lấy những giấy tờ mà mẹ chồng tôi Đã chuẩn bị từ trước Cẩn thận xem lại một lần nữa Sau đó cầm ra phòng ăn Đợi mọi người tề tiệu đông đủ Mẹ chồng tôi mất đầu Hỏi về tình hình của bà Tám Mẹ nói ngày mai mẹ có việc lên đó, sẵn ghé xem bà ta như thế nào. Nghe mẹ chồng tôi nói như vậy, bằng vội vàng lên tiếng. Dạ mấy hôm trước, còn có nghe chị anh nói, bái vẫn vậy, thậm chí còn nặng hơn, không nhận thức được gì, có khi còn đánh cả y tá. Tốt nhất mẹ đừng có vào, lỡ như có chuyện gì lại không hay à. Ba chồng tôi nghe bằng nói như vậy thì quay qua cản mẹ chồng tôi Ơi, thôi thôi, bà ở nhà đi, mất tự chủ như vậy, bà đừng có vào. Mẹ chồng tôi mới hỏi bằng. Thế con gặp con Kim Ánh hồi nào? Gặp ở đâu? Dạ con lên tỉnh, vô tình gặp chị ấy. Cũng hỏi thăm vài câu thôi mẹ. Vậy á, thì còn có nói với nó là nó đang bị khởi kiện, tội làm giả con dấu bệnh viện không con? Mẹ, mẹ nói gì? mẹ hỏi là con kim ánh nó có nói với con là nó đang bị khởi kiện vì tội làm giả con dấu của giám đốc bệnh viện không nghe nói tội đó đi tù như chơi đấy khuôn mặt của bằng lúc này biến sắc rõ rệt nói không thành câu ba chồng tôi thì không biết và cũng không hiểu cái gì đang xảy ra ơ cái bà này bà nói cái gì nói rõ xem nào con kim ánh nó bị làm sao mà kiện với cáo ở đây mẹ chồng tôi cười cười sau đó nhìn bằng ông cứ hỏi con trai yêu quý của ông thì ông rõ thôi bằng nhanh chóng thu lại nét sững sờ cố gắng để gương mặt thản nhiên nhất có thể à mẹ mẹ nói gì con nghe không hiểu con cũng chả nghe chị ấy nói gì vậy sao vậy để tôi nhắc cho bác sĩ nhớ là ngày ít tháng y con kim ánh nó đem giấy chứng nhận bệnh tình của mẹ nó nào là mất khả năng nhận thức này thần kinh không bình thường này bác sĩ xem ấy cũng nói bà ta mắc chứng tâm thần gì gì đây anh có nhớ không dạ vâng con nhớ nhưng tờ kết luận đó là giả còn dấu đóng trên đó cũng là giả nốt thực ra bà ta khỏi bệnh rồi bà chồng tôi lúc này há hốc mồm bà vừa nói cái gì bằng cười một nụ cười khá sượng. Mẹ nói cái gì thế ạ? À? Con dấu của bệnh viện làm sao mà làm giả được? Nếu mẹ không tin, ngày mai con đi kiểm tra. Con đem kết quả về đây cho mẹ xem. Làm sao mà làm giả được mấy cái đấy? Phạm pháp chết mẹ ạ. Mẹ chồng tôi nở ra một nụ cười bí hiểm. Tôi để ý thấy bàn tay của bằng đang cuộn chặt dưới gầm bàn. Chứng tỏ miệng cười nhưng trong lòng lo lắng không yên. Lúc đó thằng xanh từ bên ngoài chạy vào dạ thưa bà con đưa người về rồi ạ à? đưa vào đây đi chúng tôi nhìn ra bên ngoài thì nhìn thấy thằng xanh thằng đan mỗi người một bên dẫn kim ánh và bà tám bước vào tôi liền ngó sang để nhìn sắc mặt của bằng đúng là kẻ có tật thì sẽ giật mình thấp thỏm không yên đằng kia kim ánh hét lớn bỏ tôi ra bỏ tôi ra bên kia bà tám không la hét như kim ánh bà ta làm bộ dạng ngơ ngơ điên điên cười hô hô nhưng dù vậy thì sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của bằng vẫn rõ rệt lắm anh ta không kìm được hỏi ngay có chuyện gì mà mẹ đem hai người họ về đây chứ đúng rồi đấy bà hôm nay làm sao thế rốt cuộc là có chuyện gì hôm nay tôi sẽ cho ông biết bộ mặt thật của ba người này Hừm, cái gì mà bác sĩ lấy tâm làm đầu Tâm mày là nhẫn tâm, có đúng không thằng khốn nạn? Uổng công từ bé, tao đã yêu thương mày. Tao cho mày ăn ngon mặc đẹp, vậy mà mày lấy oán báo ân. Mày âm mưu, giết hại con của tao. Mẹ chồng tôi cầm nguyên cốc nước, hất vào mặt của bằng, tiếp tục chửi. Cái loại như mày không xứng đáng làm bác sĩ, một chút cũng không xứng. Bà chồng tôi đến lúc này cũng không hiểu chuyện gì, ông cao có trời đất ơi tôi hỏi bà là có chuyện gì hôm nay bà làm sao thế hả thằng bằng nó làm gì nó chính là kẻ chủ mưu giết chết út đạt ông có biết không bà chỉ tay vào ba mẹ con của họ và nói tiếp bà ta không hề điên như những gì con ánh và thằng bằng nói chính xác bà ta được điều trị rồi nhưng cố tình giả điên để không phải ngồi tù con này nó làm kết quả giả để nó lừa chúng ta. Còn cái thằng này thì chi tiền ra chợ giúp cũng chính nó để xuất ý kiến kêu mẹ nó giả điên để qua mặt chúng ta, qua mặt pháp luật. Ba chồng tôi thang thốt nhìn sang bằng, anh ta lắc đầu ngồi ngồi. Ba, con không có, con không làm những chuyện như mẹ nói. Tôi biết ba chồng tôi khó tin vào chuyện này. Ông cho rằng mẹ chồng tôi vì cái chết của đạt nên không được bình thường. Vội vàng của trách bà mấy câu. Mẹ chồng tôi cầm điện thoại lên, mở file ghi âm của gọi từ số điện thoại của bằng. Từng lời từng chữ anh ta nói ra, được phát lên rất rõ, không sót một chữ nào. Alo chị nghe. Em bằng đây, mẹ đâu rồi chị? Mẹ đang nấu cơm, em muốn gặp mẹ à? Dạ không, em muốn nói chuyện với chị. Mọi chuyện em sắp xếp hết cả rồi. Em gửi mẫu kết luận qua email cho chị Chị in ra Rồi chị tìm cách Đóng dấu vào Là ok thôi Sau đó xin cho mẹ điều trị ngoại chú Chị nhớ bảo mẹ Diễn cho khớp nhá Càng nặng Càng mất tự chủ Thì người ta sẽ cho về Để người nhà chăm sóc Cứ như vậy Không ai làm gì được mẹ đâu Người tâm thần không cần phải chịu trách nhiệm hình sự Chị có hiểu ý em nói không? Chị hiểu nhưng mà làm sao đóng dấu được chứ Chị không quen ai ở bệnh viện Thì chị tìm cách đi Em đang chuẩn bị Khử hai cái thằng khốn trong nhà Em định làm gì Em phải cẩn thận đấy Còn Cúc nó khổn lắm Coi chừng nó phát hiện Chị cứ yên tâm Em đâu có ngu mà tự ra tay chứ Có còn tốt Đang ở trước mắt Dại gì mà không dùng Ý của em là Là thằng công đấy chị nó hận thằng đạt thấu xương em sẽ mượn tay nó để xử thằng đạt xong rồi em sẽ chút mọi tội lỗi lên đầu của nó chúng ta ngư ông đắc lợi thì em đã nghĩ được cách nào chưa rồi sắp tới công ty mở chi nhánh bên phú quốc đó là cơ hội thích hợp để em ra tay em tính toán rất kỹ rồi tốc độ thời gian của tàu truyền hàng giết người mất xác nhưng nếu như em xúi thẳng công, sau này nó kéo em, thì em làm sao? Chị tưởng em ngu à? Em đâu có ngu như vậy. Nếu ngu như thế, đâu có trụ được đến ngày hôm nay. Em sẽ mượn miệng của một tên tham lam trong công ty để hắn ta dâng kế sách này cho thằng Công. Điều kiện là một chức vụ gì đó. Bọn nó chết hết. Chúng ta hưởng lợi. Chị có hiểu không? Kim Ánh lúc này cũng cười cùng với em trai của mình. Đúng là em trai của chị, thông minh xuất sắc. Hai tụi nó mà chết, thì tài sản sẽ thuộc về em. Chị nói thiếu rồi. Thiếu hả? Thiếu cái gì? Cả Cúc nữa. Cô ấy sẽ thuộc về em. Kim Ánh lúc này nghi ngại. Thế còn con Thư thì sao? Không khó. Em cho nó tham gia đường dây rửa tiền Đợi thấy cơ thích hợp Em tống nó đi Nó mà láo Em xử nó luôn Mày làm gì thì làm Cũng nên nghĩ đến thằng Bắp Dù sao con Thư Cũng là mẹ của nó Lo cái gì Chuyện này ngay từ đầu em tính rồi Cô ta chỉ là cái bia Để em giữ chân Cúc thôi Chị quên cô ta sinh đôi với Cúc à Thằng Bắp Nó sẽ nhầm là mẹ của nó Chị có hiểu không Thôi em liệu mà làm Chị với mẹ ổn rồi. Bây giờ chỉ đợi em trai của chị thành công nữa thôi. Mẹ vất vả hầu hạ bọn nó nhiều năm nay. Đến lúc em lấy lại công bằng cho mẹ rồi. Em xử xong hai thằng kia. Em cho con mẹ nó uống thuốc luôn. Cũng nhanh đi đầu thai thôi. Lúc đó thiên hạ là của chúng ta. Bằng này. Nếu không cần thiết đi thì cho bà ta con đường sống đi. Chị thấy bà ta không phải là người xấu. Đấy đấy, chị lại như vậy. Chị không nghe cái câu, nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc à? Bà ta còn sống ngày nào? Thì ngày đó, mẹ không thể nào về lâm ra được. Thì thôi, em tắt máy đây. Chị, chị nhớ lời của em dặn đấy. Ừ, chị biết rồi. Tắt phải ghi âm. Lúc này ba chồng tôi không nói được gì. Ông u ớ nhìn bằng cả một bầu trời tươi đẹp hoàn toàn sụp đổ trong mắt của ông bằng là đứa con trai mà ông tin tưởng nhất an tâm nhất bởi vì hiền lành giản dị không đấu tranh với ai vậy mà những niềm tin ông trao gửi bấy lâu chỉ nhận lại những toan tính vu lợi hãm hại nhận lại một con người tàn độc có thể nói hai công mưu mô nhưng làm sao mà tàn ác bằng bằng chứ hoàn toàn không bằng một góc những lời thoại này được trích ra từ cuộc gọi của bằng từ số điện thoại của anh ta gọi đến cho Kim Ánh. Vậy mà anh ta còn biện minh đoạn ghi âm này được cắt ghép để hãm hại anh ta. Mẹ chồng tôi nghe xong thì cười khẩy. Mày muốn nghe bao nhiêu cuộc gọi khác? Tao mở cho mày nghe. Mẹ, tao không phải là mẹ của mày. Mẹ của mày là bà ta. Bà Tám lúc đầu còn diễn kịch điên loạn, cười hô hố. Nhưng khi nghe xong đoạn ghi âm bà ta không còn diễn sâu nữa mà nhìn sang bằng bằng đôi mắt lo sợ cuối cùng bà ta không chịu được vội vàng van xin tôi xin bà tôi xin ông ông bà tha cho thằng bằng nó nhất thời lỡ dài xin ông bà tha cho nó mẹ chồng tôi hận bằng thấu xương bởi vì anh ta gây ra những đau khổ trong thời gian vừa qua làm cho mẹ con bà chia biệt tưởng rằng kiếp này ngàn thu vĩnh biệt thì làm sao tha thứ cho hắn chứ? Bà cười khẩy. Tha cho nó? Mấy người đang nằm mơ à? Lúc này tôi chỉ muốn cho nó nếm trải cái cảm giác mà tôi trải qua. Cho nó biết sinh lý tử biệt đau đớn như thế nào. Lúc đó đạt từ phía sau sông lên. Đấm cho bằng mấy cái. Khiến anh ta mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn. Bằng kinh hãi, lắp bắp. Mày, Đạt, mày còn sống? đạt túm cổ áo của bằng lên gằn từng chữ cho anh ta nghe là tao đây mày bất ngờ lắm đúng không thằng chó chết mày chưa chết tại sao tại sao mày chưa chết đạt nhếch môi trực tiếp sáng thêm cho bằng mấy cú đấm nữa khiến cho hắn chảy máu miệng anh hét vào mặt cái con người đê hèn và ác độc kia tao mà chết tao đã về tao vặn cổ cả nhà mày rồi Mẹ mày, từ bé, tao đã quý mày như thế nào? Mỗi lần mày bị thằng công ăn hiếp, tao luôn đứng ra bảo vệ mày. Lúc nào tao cũng xem mày là anh ruột. Nhưng còn mẹ mày, mày lại có mưu đồ hại tao. Mày lại muốn chiếm cả vợ tao. Mẹ cái thằng chó này, mày có còn là con người không? Từ khi lấy nhau về đến bây giờ, lần đầu tiên tôi nghe Đạt chửi thề, lại còn chửi nhiều tư như vậy. Nhưng tôi thấy anh chửi như vậy, không quá đáng chút nào so với tội ác mà bằng đã gây ra. Kể cả những cú đấm vừa rồi, hắn ta xứng đáng, nhận thêm vài quả nữa. Quay lại bà chồng tôi, ông dụi mắt mấy lần, hỏi mẹ chồng tôi mấy lần, đó có phải là út đạt hay không? Bà chắc chắn. Thì sau đó, ông mới lên tiếng hỏi. Chuyện này... Chuyện này là sao? út đạt ở đây thế còn út đạt ngoài kia là ai mẹ chồng tôi lúc này mới lên tiếng giải thích cho ông nghe cái xác ngoài kia không phải là đạt chính là bằng sau khi hay tin có một cái xác không có người thân nhận nên mới dựng chuyện đó là đạt hắn ta còn tinh vi đặt chiếc nhẫn cưới giống hệt cái nhẫn cưới của chúng tôi đeo vào tay cho xác chết đó để ba mẹ chồng tôi nhìn vật mà khẳng định người. Thế còn cái giấy uh, xét nghiệm adn thì sao? Mẹ chồng tôi lúc này mới đưa cho ông bàn photo xin từ chỗ bác sĩ kết quả giám định cái xác đó và bằng không có quan hệ huyết thống nhưng hắn ta làm giả kết quả, dám sửa thành quan hệ anh em. Ông thất vọng nhìn bằng nhưng không nói nên lời. Ông lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe hai hàng lệ đua nhau chảy xuống cái thằng bằng kia con con làm ba thấy sợ con quá bằng lúc này lắc đầu biện minh ba mọi chuyện không như ba nghĩ con sẽ nói rõ cho ba nghe hết bà chồng tôi cười nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng mày nói đi mày nói là ngoài những chuyện này mày còn làm những chuyện gì có phải ngay từ lâu Mày đã biết bà Tám là mẹ của mày. Nhưng mà thôi, mày không cần phải nói gì. Tao sẽ không bao giờ tin mày. Tao quá thất vọng vì mày. Ông ôm lấy ngực của mình, quay sang Đạt. Ông lừng thừng đi đến gần Đạt. Ông chạm vào da thịt của Đạt, khẳng định rằng anh còn sống. Khẳng định một lần, lâm tấn Đạt bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt ông. Ông mếu máu, ôm lấy đầu của Đạt và bật khóc nghẹn ngào gọi tên của anh đạt út đạt của ba còn về rồi con của ba ba giây phút đó không ai cầm được nước mắt xúc động cho cuộc gặp gỡ tưởng rằng ngàn thu vĩnh biệt chỉ có bằng anh ta cầm phẫn nhìn ba chồng tôi ôm đạt đôi mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa muốn thiêu dọi mọi thứ thiêu dụi đi tình thân thiêu dụi đi cái người ta gọi là chữ gia đình. Cũng trong lúc đó, chị Thư ẵm cùng bắp đi ra trước sự ngỡ ngàng của bằng. Hắn ta đang sốc vì đạt còn sống, bây giờ lại thêm chị Thư từ từ xuất hiện. Giống như ai đó, đập mấy nhát búa trí mạng vào đầu của hắn. Hắn ta hoảng hốt, há miệng, không nói được câu gì. Mày bất ngờ lắm đúng không? Mày không ngờ rằng, có ngày tao còn sống để về đây, đúng không? Chị Thư để bắp đứng xuống. Chị chạy nhanh đến và cho bằng mấy cái. Túm đầu, túm tóc của hắn đánh tối bụi, vừa đánh vừa chửi. Tôi nói con tí đem cô bắp vào trong, không nên để cho nó thấy những cảnh tượng như thế này. Bên ngoài Kim Ánh và bà Tám thấy bằng bị đánh như vậy thì lao vào, nhưng bị thằng Đan và thằng Xanh giữ chân giữ tay. Chỉ biết vùng vẫy kêu la, bảo chị Thư dừng tay lại bảo đạt thả bằng ra. Nhưng so với chuyện hắn cho người bắt chị tôi, để chị ấy rơi vào tay của bọn buôn người thì bao nhiêu cái bạt tai đó có thấm thía gì chứ? Một hồi sau khi nói chuyện và đưa ra tất cả bằng chứng và kể lại hành trình lênh đênh trên biển của đạt, cũng những ngày tháng tăm tối của chị thư, lúc này mẹ con nhà bằng đã hết đường chối cãi, tang chứng vật chứng đều có đủ. Hắn cũng biết rằng bản thân không thể nào biện minh cho những tội lỗi của mình. Chỉ thắc mắc vì sao Mẹ chồng tôi lại có những đoạn hội thoại Hắn và chị Kim Ánh Nói với nhau Lúc này Con tí rụt rè bước ra Dạ Là con đã lén cài ứng dụng ghi âm Trên máy của cậu Con xin lỗi Con từng rất thương cậu Rất yêu cậu Nhưng mà sau những gì cậu đã làm Thì con nhận ra rằng còn thật là may mắn. Khi không phải lấy cậu. Cậu bằng. Cậu sai lắm rồi. Cậu quay đầu đi. Bằng tức đến run người, vì trong những người làm ở Lâm gia, hắn ta nghĩ rằng con tí là trung thành với hắn ta nhất, bởi vì con tí yêu hắn, không ngờ bây giờ lại bị chính người hắn tin tưởng nhất đâm hắn như vậy. Con tí tiếp tục nói thêm. Cậu bằng Suốt ngày lấy ảnh của mợ Cúc Cho cô cú bắp xem Còn nói với cô bắp ấy Đây là mẹ con này Đây là mẹ của con này Nên cô bắp Nó mới quấn mợ Cúc như vậy Cậu còn lấy áo của mợ Cúc đi ngửi Có khi Còn quấn cho cô bắp quen hơi ạ à. Mày Mày Bằng trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con tí Làm con nhỏ sợ Nấp sau lưng của tôi Bây giờ mọi việc được sáng tỏ rồi. Dù bà Tám có van xin, có lại lục như thế nào cũng vô ích. Chẳng ai có thể tha thứ cho những chuyện tay trời mà bằng đã gây ra. Nhưng anh ta không cảm thấy bản thân mình có lỗi. Anh ta kéo bà Tám đứng lên, không cho bà Tám cầu xin. Mẹ, mẹ đứng lên đi. Mẹ không phải xin sỏ gì hết. Mình không làm sai. Mình không phải xin không sai cái gì chuyện đến nồng nỗi này rồi mà con còn không hối lỗi sao bằng bằng mỉm cười nhếch mép trả lời ba chồng của tôi ba vừa nói gì bà nói con sai ở đâu con không sai là con đang bảo vệ những người thân của mình nếu như con không mưu mẹo con không thủ đoạn thì ba nghĩ xem con có còn sống đến bây giờ ngồi đây nói chuyện với ba không Bà thử hỏi lại đi Hai người vợ của ba Có ai thật lòng thương con không? Có ai thực lòng quan tâm con không? Và cả ba Ba cũng không hề quan tâm Ba không biết Là con muốn cái gì? Con không thích làm bác sĩ Con rất ghét cái nghề này Con thích học kinh doanh Như hai chúng đó Con thích cùng ba bàn luận chuyện nọ chuyện kia Nhưng có khi nào Ba phát hiện ra điều đó chưa? chưa chứ gì trong mắt ba con lúc nào là một thằng bé yếu đuối không làm gì nên hồn con thích cả nhà quây quần bên mâm cơm thích được mẹ gắp cho con miếng cá con thích được ba khen hôm nay con giỏi quá còn có hẳn mấy điểm mười những điều nhỏ nhặt đó tại sao hai thằng kia nó có được còn con thì không trong khi con cũng chính là con của ba cơ mà nói xong bằng bật cười. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Bà thôi, nói ra vô ích. Bây giờ các người biết rõ mọi chuyện, các người muốn báo công an chứ gì? Báo đi, báo đi. Nếu như hai công sau khi bại lộ chuyện xấu thì van xin ba chồng tôi bỏ qua, còn bằng thì không. Anh ta bình thản đón nhận hơn hai công rất nhiều. Còn nhìn tôi bằng những tia mắt tiếc nuối kiếp này anh không có được em kiếp sau nhất định anh không bỏ lỡ đâu vẫn đôi mắt đó vẫn là khuôn môi đó nhưng đối với tôi từ lâu những lời nói của bằng không còn mang lại sự rung động mà thay vào đó là cảm giác sợ hãi sau tất cả những gì đã xảy ra bàn tay kia đã nhuốm bao nhiêu là chuyện xấu thử hỏi còn ai dám hy vọng mong chờ kiếp sau chứ Kiếp này là em lỗi hẹn, nhưng anh sẽ tha thứ cho em kiếp sau. Em phải là của anh. Tôi lắc đầu, nhìn bằng từ đầu đến chân. Nếu có kiếp sau, tôi mong mình không gặp lại anh. Anh quá tàn ác, anh xuống tay luôn với cả em trai của mình, một con người mưu tính thủ đoạn như anh làm tôi ghê sợ. Bằng bật cười chỉ tay vào tất cả mọi người. Thèm nghĩ, những người ở đây, ai không mưu tính, ai không thủ đoạn. Từ trước đến giờ chuyện đấu đá trong gia tộc là không tránh khỏi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đúng. Ai trong chúng ta không từng thủ đoạn, nhưng người ta không tàn nhẫn và độc ác như anh. Còn người ta sống trên đời ngoài tiền tài địa vị, thì còn có cái tâm. Anh hiểu không? Nhưng anh là con người nhẫn tâm, anh ra tay Hại chết em trai của mình Đến cả vợ của anh anh cũng không tha con người như anh Tôi ngàn vạn lần không muốn gặp Dù là kiếp nào đi chăng nữa Tia mắt của bằng toát ra sự lạnh lẽo Đôi đồng tử vừa rồi còn nhu mì nhìn tôi Bất ngờ chuyển sang đỏ ngầu Giọng nói không còn ấm áp Chỉ tay về phía đạt Lớn tiếng ha Thì ra là vì nó mà em phũ phàng với anh như vậy cúc ơi cúc à nó hơn anh cái gì nó có yêu em bằng anh không anh chắc chắn là không bởi vì em anh sẵn sàng làm bao nhiêu chuyện đổi lại bây giờ em nói rằng em không muốn gặp anh em không thấy có lỗi với anh à đạt không thể nào kiềm chế được nữa mày có bị điên không cô ấy có yêu mày không có hứa hẹn gì với mày đâu mà mày nói như đúng rồi thế hả hay là mày bị ngáo mẹ nó rồi. Thế mày, mày biết con mẹ gì? Để tao nói cho mày biết. Tao và cô ấy là nhân duyên từ kiếp trước. Bọn tao thề hẹn dù kiếp nào cũng là vợ chồng của nhau. Kiếp này là cô ấy có lỗi với tao. Là cô ấy không giữ lời hứa với tao. Ơ, ừ, thế á? Nhưng nếu tao là cô ấy thì tao quên mẹ lời hứa đó ngay. Vì chả có ai muốn làm vợ một thằng biến thái như mày. Tôi nhìn Đạt Không hiểu biến thái là sao Thì con tí lên tiếng Cậu bằng Ghê lắm Cậu ấy lấy quần áo của mợ người đấy Sau đó đắp cho cô bắp Xong Xong còn lấy cả Lấy cả cái gì Tí Nói tôi nghe Cậu bằng ấy à Cậu ấy lấy đồ lót của mợ Còn dọn phòng con thấy quần lót của mợ trong tủ quần áo của cậu ấy. Còn cứ tưởng là của mợ thư. Nhưng mà sau đó con tận mắt thấy cậu bằng... Cậu, cậu ấy cầm lên. Cậu ấy gọi tên của mợ. Nhìn mặt cậu bằng lúc ấy, nhìn ghê lắm. Giống như mấy thằng biến thái vậy. Tôi nghe xong mà muốn buồn nôn tại chỗ. Tôi không dám nghĩ, ngoài những mưu tính hại người, anh ta lại còn có cái tính biến thái như vậy. Nghĩ thôi là thấy tởm lợm rồi nhưng bằng không chối chỉ nhún vài nói có cái gì mà mày gớm tao yêu cô ấy tao thích người mùi của cô ấy đơn giản thế thôi bà chồng tôi ngồi thụp xuống ghế ông bất lực đến hơi thở cũng nhận ra sự chán nản dành cho bằng đã làm sai rồi còn không biết lỗi còn ngoan cố mà cãi cho bằng được những chuyện này đều là con làm thì còn tự chịu. Bà không cứu được con. Đạt này, chuyện này, tùy con xử lý. Bà Tám lại lục nắm tay nắm chân ba chồng tôi van xin ông, nghĩ đến tình nghĩa cha con mà tha cho bằng. Mẹ con bà ấy sẽ đi thật xa, để cho ông không nhìn thấy. Nhưng bằng đúng là cố chấp đến lạ lùng, kéo bà Tám lên, tuyệt nhiên, không cho bà ấy xin sỏ. Mẹ, mẹ đứng lên, bao năm nay mẹ luồn cúi người ta như vậy chưa đủ à con à con quỳ xuống xin bà tha thứ cho con đi quỳ xuống con nói con không quỳ con không bao giờ quỳ lạy ai họ muốn làm gì thì làm đi con không sợ bằng à con đừng như vậy con nghe mẹ đi mẹ năn nỉ mẹ xin con Kim Ánh cũng tiếp lời bà Tám, cũng cầu xin ba mẹ chồng tôi đừng kiện cáo bằng. Chị ta dập đầu xuống sàn nhà đến chảy cả máu, nhưng cũng bị bằng kéo lên cho bằng được. Có điều Kim Ánh sức trẻ, lại khụy chặt xuống nền nhà, xô bằng ra. Bằng, em đừng ngoan cố, em xin ba đi, xin ba tha cho em đi. Ơ cái chị này, em nói rồi, em không xin sỏ ai. Chị đứng lên. Em đừng cố chấp hay là em muốn sự nghiệp của em tan thành mấy khói thì em mới chịu chị ngây thơ quá thế chị nghĩ rằng cái bọn này nó tha cho chị em mình à tại sao vậy cầu xin chúng nó chị đứng dậy có chết phải chết trong tư thế ngẩng cao đầu không được hèn mọn như thế đứng lên chị đứng lên bằng sốc mạnh kim ánh lên nói lớn bằng thái độ thách thức còn bọn mày báo công an đi báo đi tao có chết ấy, cũng không bao giờ cầu xin chúng mày vì tao biết rằng chúng mày cũng không bỏ qua cho tao bà chồng tôi lắc đầu ông não nề thất vọng đôi mắt cụp xuống kim ánh chạy đến cầm lấy tay của tôi cúc ơi coi như tôi xin cô tôi lạy cô cô báo công an cũng được nhưng cô cứ đổ hết tội lên đầu cho tôi tôi nhận hết mọi tội lỗi tôi xin cô đừng khai tên của thằng bằng nó yêu cô cô nghĩ tình hai người từng yêu nhau mà cứu nó lần này đi nó làm tất cả mọi chuyện là vì cô cúc à đạt gỡ tay của kim ánh ra khỏi tay của tôi tránh ra bản thân nó không hối lỗi thì van xin cái gì chị thư cũng chửi mắng bằng hết lời tuyên bố đừng ai có thể bao che cho bằng Chị Thư là người đầu tiên tô cao hắn với pháp luật. Chắc là công an cũng đang đến làm việc rồi. Thật là tội nghiệp cho bắp. Khi có thằng cha như mày. Thế mày nghĩ nó tự hào khi có con mẹ như mày à? Cái loại con gái dễ dãi hư hỏng như mày. Động vào, tao cũng thấy bẩn tay. Mày, mày nói như thế khác nào? Mày đang vả vào mày. Mày vẫn lấy tao. Mày ngủ với tao hàng đêm. Nhưng tao không muốn tốn nước bọt với mày làm cái gì. Tao sẽ chống mắt lên xem. Pháp luật nghiêm trị mày như thế nào? Chị Thư nói xong tiếng xe công an đậu trước cửa nhà. Họ đến vì nhận được tin báo của chị Thư. Lúc này bà Tám cùng với Kim Ánh có khóc lóc, cũng vô ích. Bằng nhất quyết, anh ta không sai. Rằng người sai chính là ba chồng của tôi. Nếu như bà chỉ có mỗi thằng công, thì đâu có những cảnh này. Là ba sai. Bà tạo giá trí nắm ba đứa con, nhưng lại nắm ba bà vợ. Vì cảnh ngày hôm nay, do ba mà ra cả. Ba không công bằng, ba phân biệt con chính con thứ. Tất cả là lỗi do ba. Bà chồng tôi không nói gì thêm với bằng nữa, mà cũng tội cho ông lắm. Có tổng cộng bốn người con, thì hết ba đứa đi tù. Còn cái đấu đá tranh giành tài sản, người làm cha như ông sao mà tránh khỏi đau lòng chứ dựa vào những lời khai của mọi người cùng với nhân chứng vật chứng công an nhanh chóng lập biên bản lấy lời khai của tất cả mọi người bằng không biện minh cho bản thân anh ta thản nhiên thừa nhận những chuyện mà bản thân gây ra trong cái tư thế rất bình tĩnh trước khi bị công an dẫn ra xe anh ta quay lại nói với tôi một câu Kiếp này em nợ anh lời hứa Kiếp sau nhất định Anh sẽ tìm em đòi lại công bằng Em đừng mong trốn khỏi anh Đời đời kiếp kiếp Em phải là vợ của anh Đạt kéo tôi nép vào lòng anh Trước sự điên loạn của bằng Thực sự nhìn bằng như vậy rất đáng sợ Thả rằng anh ta giống như hai công Cuống cuồng xin lỗi Còn đằng này khuôn mặt của bằng lạnh tanh Khí lạnh toát ra làm cho người đối diện Phải ớn lạnh Lại thêm những lời khai đầy tính giết người của hắn Tự dưng tôi cảm thấy may mắn Bởi vì ngày xưa Anh ta rời bỏ tôi Nếu như còn yêu nhau Đến với nhau Thì tôi làm sao chấp nhận được một người chồng giết người Không ghê tay như hắn chứ Bà Tám cùng Kim Ánh Cũng bị dẫn đi luôn Kim Ánh làm giả con dấu giám đốc bệnh viện Tội cũng không nhẹ Còn bà Tám Thì phải chịu án phạt Còn bằng tôi không biết Tòa sẽ tuyên án anh ta như thế nào nhưng chắc chắn cũng không nhẹ nhàng gì đâu một bác sĩ tài giỏi nhưng có tài mà không có đức ra dạ như anh ta đừng tham vọng anh ta hài lòng với những gì đang có thì bây giờ đã bước trên con đường đầy hoa nở một phòng khám đông khách một người vợ và những đứa con sinh nhưng anh ta không chấp nhận cuộc sống như vậy đến bước đường hôm nay cũng là do anh ta lựa chọn có trách người ta thì phải nhìn lại bản thân mình trước. Thảm vọng, khát khao và bị con quỷ trong tâm làm chủ, đánh mất sự lương thiện của con người. Đêm đó là một đêm dài, nhà chồng tôi gần như không ai ngủ. Có quá nhiều chuyện để nói với nhau, chuyện của Đạt, chuyện của chị Thư và chuyện của Bằng. Bà chồng tôi thất vọng về Bằng đến mức không muốn liên can gì đến ba mẹ con anh ta. Chuyện xét xử hay như thế nào ông giao lại cho mẹ chồng tôi và đạt ông nói anh công tham vọng nhưng bản chất không quá danh ma đa phần là bị bà lớn và họ hàng bên ngoài tác động còn bằng là con cáo đội lốt nai bằng diễn giỏi đến mức ba chồng tôi và tất cả những người bên ngoài đều bị anh ta đánh lừa chìm trong cái vò bọc hiền lành mà anh ta tạo ra và chính tôi chính tôi năm đó cũng bị cái vẻ ngoài đó làm rung động may mắn là ông tơ bà nguyệt không buộc dây chúng tôi lại nếu không thì tôi không có cơ hội cưới một người chồng như đạt tôi không biết năm tháng sau này như thế nào anh có thay đổi không nhưng hiện tại tôi chưa bao giờ hối hận vì cưới anh với tôi quyết định cưới và yêu anh là một trong những điều tôi làm đúng nhất trong cuộc đời này hãy yêu đi yêu bằng sự nhiệt huyết niềm tin của tuổi trẻ Yêu bằng trái tim nóng hồi Của thăng trầm xa cách Vẫn luôn luôn rực cháy Tôi yêu anh Rất yêu anh Thời gian trôi qua Bằng bị tạm giam cũng đến Phiền xét xử tội của hai công Do anh ta kháng cáo bản án tử hình Thấy xét hai công rất hối lỗi Vì nghe người khác xúi dục Mỗi lần tôi với Đạt đến thăm Anh ta đều van xin hết lời thậm chí quỳ xuống xin đạt cho anh ta con đường sống lúc đó đạt không trả lời hai công nhưng lúc ra về tôi thấy đạt chăn trở suy cho cùng thì con người ai mà không có lúc sai lầm chứ và mọi sai lầm đều phải trả giá và lại dù sao anh ta cũng là anh ruột của đạt cũng mang dòng máu lâm ra thôi thì cho anh ta một cơ hội đạt làm đơn bãi nại việc đó làm ba chồng tôi mừng lắm Tuy anh Công có sai trái Nhưng anh ta cũng là khúc ruột của ba chồng tôi Làm gì có cha mẹ nào Muốn mất đi đứa con của mình Vì Đạt là nạn nhân làm đơn bãi nại Nên tòa xét xử lại và tuyên án hai công Mức án 20 năm tù Tòa nói rằng tuy nạn nhân đã được bãi nại Nhưng xét thấy hành vi của anh công là nguy hiểm Phải nhận bản án thích đáng Hơn 20 năm Thời gian để trả giá Cho những hành động sai lầm của mình Bằng đi tù Chị Thư muốn về Sài Gòn Bà chồng tôi thương Cô Bắp quá Nên lưỡng lự Ông có ý muốn nuôi Cô Bắp Vì biết chị Thư muốn quay lại nghệ thuật Ông sợ chị Thư không có nhiều thời gian để chăm con Chị Thư suy nghĩ một lúc Thì đồng ý để Cô Bắp lại đây Dành rỗi Sẽ xuống thăm thằng bé Chị Thư cũng làm thủ tục ly hôn với Bằng Chính thức thành kẻ độc thân Chị à Chị cứ vui lên đời còn nhiều niềm vui và hạnh phúc đang chờ chị. Không phải chị buồn, chị ly hôn đâu. Mà bởi vì chị buồn, lúc trước chị làm nhiều chuyện sai, chị hỗn hảo với ba, chị hả hiếp em. Cúc à, cho chị xin lỗi. Khoảng thời gian bị bắt, chị nhận ra những lỗi lầm của chị ngày trước. Phải chị, chị không ngoan cố lấy hắn cho bằng được thì đâu có nhục nhã thế này. Chị sai, chị quá sai rồi. Thôi mà chị, chị đừng khóc. Mọi chuyện quá hết rồi, em và mọi người vẫn yêu thương chị. Ai mà không có vấp ngã, quan trọng là chúng ta đứng lên như thế nào thôi. Em tin chị, chị sẽ thành công và hạnh phúc. Hai chị em nói chuyện, gật đầu với nhau, hứa hẹn rằng chúng tôi sẽ cùng nhau hạnh phúc. Tòa án xét xử bà Tám và Kim Ánh Trước vụ của bằng Bà Tám thì bản án cũ Cộng với bản án mới Không biết bao giờ mới ra được Khi tóc bây giờ đã lấm tấm những sợi bạc Những nếp nhăn in hẳn trên khuôn mặt lo lắng Bà ta đang lo cho bằng Lo đạt sẽ kiện cáo đến cùng Nhưng lo thì lo Cũng đâu có làm được gì Còn Kim Ánh Tội làm giả con dấu Bị tuyên án 5 năm Và phạt hành chính mấy chục triệu Hai mẹ con bà ta bị tuyên án, không có họ hàng nào đến. Hai bóng người đổ xuống lòng đường, trông thật là thê lương. Không bao lâu sau thì đến bằng, anh ta vẫn như vậy, vẫn là sự cố chấp ngang ngược cho rằng mình không sai, một chút hối hận cũng không có. Ba chồng tôi không đến, ông cũng không thuê luật sư nào bảo chữa cho anh. Nhưng bất ngờ, Hà Mi xuất hiện chị ấy đến với bọng mắt thâm quầng hà mi nói với tôi chị ấy suy nghĩ rất nhiều là con nên đến đây hay không cuối cùng chị ấy làm theo trái tim đến gặp bằng hà mi nói rằng chị ấy còn yêu bằng chị ấy muốn nói với bằng tất cả anh yên tâm đi em sẽ thường xuyên đến thăm mẹ và chị gái của anh anh cứ cải tạo tốt em ở ngoài này em đợi anh về giọng nói nhỏ nhẹ thái độ chân thành đó làm cho đôi chân của bằng khựng bước đôi mắt biến động không còn sự bất cần không còn sự cao ngạo mà đổi lại là sự dịu êm cũng như là áy náy đúng chính là ánh mắt áy náy đời này anh ta đánh mất quá nhiều thứ gia đình bạn bè và thứ quan trọng nhất chính là đánh mất người con gái yêu anh ta thật lòng khi hà my nói xong câu đó tự nhiên tôi chợt nhớ đến câu đôi khi lỡ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm với mức án cao như vậy hà my có đợi được anh ta ra hay không tôi không biết nhưng anh ta mất đi người mình yêu mất đi tuổi trẻ phí hoài thanh xuân trong tù tội đứng mãi đứng mãi anh ta mới mấp máy được một câu anh xin lỗi em Hà Mi, anh đi đi, em ở đây đợi anh về. Thời gian thâm thoát trôi đi, đã mấy năm trôi qua rồi. Từ ngày bằng bị bắt giam, ba chồng tôi xa suốt tinh thần. Ông gần như lui về hậu phương, giao chuyện công ty cho chồng tôi quản lý. Hằng ngày ông tỉa cây, nuôi cá cảnh và chơi với cô bắp, đưa đón bắp đi học. Chị Thư bây giờ cũng có vị trí nhất định trong giới giải trí. Nghe chị tâm sự là có bạn trai, nhưng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, đang tìm hiểu thêm một thời gian nữa xem như thế nào. Còn tí thì lấy thằng xanh. Hai đứa vẫn tiếp tục làm cho nhà chồng tôi, vẫn chi chóe suốt ngày. Nhưng hôm nào thằng xanh đi đâu lâu về, là con tí lại trông đứng trông ngồi, lầm bầm. Sao đi đâu giờ này mà còn chưa về chứ? Hai đứa nó cũng hạnh phúc vô cùng. Còn vợ chồng tôi thì chào đón một bé gái giống đạt y đúc. Nó giống đến mức ai cũng nói rằng là bản sao hoàn hảo của anh. Đặc biệt con bé rất quấn ba. Hôm nào hai vợ chồng tôi đi làm về, nó đều chạy đến ôm ba của nó trước. Hồn khắp mặt khắp mũi, còn biết lấy nước cho ba uống. Tôi thở dài với cái kiếp đè thuê của mình. Tôi than thở bỗng thương ba không thương mẹ chắc là mẹ phải đi kiếm thêm một em trai để thương mẹ rồi nó gật cái đầu nhỏ hai bím tóc xinh xinh Bóng yêu ba yêu ba nhất ba đạt là số một thế tại sao bóng yêu ba đạt ba đạt có gì đặc biệt chứ bởi vì ba đạt đẹp trai ạ ôi trời đất ơi mấy tí tuổi đầu đã mê trai rồi tôi lại tiếp tục trêu bằng cách xả xuống ôm lấy đạt Ôi chồng của em đẹp trai quá Đêm nay em phải ôm chồng ngủ cả đêm Cô nhân tình bé nhỏ kia không chịu được liền nhảy vào và xô tôi ra Danh là ba của riêng nó Không Ba của bóng Ba của bóng chứ Nhưng đây là chồng của mẹ mà Nhưng là ba của bóng Mẹ, mẹ trả ba cho bóng Thế là cuộc chiến giành chồng Giành ba nổ ra Cuối cùng cô nhân tình kia chiến thắng Nó nằm hẳn lên người chồng tôi sau đó ngủ quên luôn. Khi bóng ngủ say, chồng tôi nhẹ nhàng đặt bóng về chỗ của nó. Quay sang, ôm cô vợ bị bỏ lăn lóc từ nãy đến giờ. Bàn tay của anh luồn từ phía sau, chạm vào bầu ngực căng tròn. Anh xoa nhẹ vào hai nhị hoa, nhẹ nhàng vân vê, sau đó trượt dài xuống, nơi cần xuống. Một năm sau, tôi hạ sinh cu tôm Lần này tôi sinh bằng phương pháp mổ Cô Tôm thì trầm tĩnh hơn chị Bóng Ngày bé Bóng hay cười Anh em Tôm thì chỉ toàn ngủ thôi Lúc nó lăn ra ngủ Chả cần biết chuyện gì trên đời Cô Tôm thì có đôi mắt và mũi cao giống Đạt Còn cái cằm cái miệng và tai Thì lại giống tôi Đạt rất thương tôi Lúc tôi đau bụng chưa sinh Anh thấy tôi đau quá Anh khóc Anh nói rằng Anh sẽ không bao giờ cho tôi sinh nữa dù trai hay gái nhất định không sinh thêm nữa khi bác sĩ lấy tôm ra khỏi người của tôi bác sĩ nói rằng anh có bế con không anh lắc đầu nhờ bác sĩ đem ra cho bà nội còn anh ở lại anh cầm lấy tay của tôi liên tục nói còn già rồi em đừng sợ có anh ở đây anh ở đây với em bình thường trong công ty anh rất nghiêm trình mọi người rất sợ anh nhưng hôm tôi sinh tôm anh bật khóc. Anh chút bỏ hình tượng một tổng giám đốc mà khóc vì thấy tôi đau. Anh nói nhìn tôi quằn quại, trái tim anh như có ai đó cứa vào. Tôi cảm nhận rất rõ qua những giọt nước mắt của anh, qua cách anh cầm tay tôi không rời. Về nhà anh không để tôi vất vả chăm con, thuê hẳn cho tôi một bảo mẫu chuyên chăm trẻ, tôi chỉ việc cho tôm bú. Thời gian thoi đưa, bóng nay thành cô học sinh tiểu học anh tôm đi học mẫu giáo vợ chồng tôi cũng không có ý định sinh thêm con mà nói chính xác là chồng tôi anh không cho tôi sinh thêm nữa anh nói nhìn tôi đau đớn anh không chịu được anh vẫn yêu chiều không một ngày lễ nào anh quên tặng quà cho tôi tuy bên nhau nhiều năm có với nhau hai mặt con nhưng anh rất hay thả thính tán tỉnh tôi giống như những ngày đầu vậy là sau bao nhiêu năm kết hôn chúng tôi cũng hoàn thành được ước nguyện cùng nhau đi du lịch khắp đất nước Việt Nam. Viết lên tình yêu không hoàn mỹ ngay từ đầu nhưng lại mỹ mãn về sau. Bên ngoài cơn mưa cũng dừng lại, bình minh dần lên, cầu vòng xuất hiện trên bầu trời, báo hiệu một ngày mai tươi sáng. Tôi mỉm cười nhìn anh, hạnh phúc của cuộc đời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 15, cũng là tập cuối của bộ truyện Mỡ Cúc, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay thì Tâm An vui lắm, rất là hào hứng bởi vì kết thúc của câu chuyện có hậu. Sau bao nhiêu vất vả, thì cuối cùng Thu Cúc và Đạt cũng tìm được hạnh phúc của mình. Tâm An chỉ sợ rằng là Tại sao tình yêu nó lại ghê gớm như thế? Đúng thật là Tâm An khẳng định là tình yêu nó rất là diệu kỳ. Nó gắn kết tất cả những con người xa lạ với nhau, yêu nhau, ở bên nhau, giống như Đạt và Thu Cúc. Nhưng mà tình yêu cũng thật là ghê sợ khi mà bằng, bởi vì yêu Cúc mà anh ta làm rất là nhiều chuyện như vậy. Thế nên Tâm An chỉ muốn nói rằng là chúng ta yêu hãy, hãy tỉnh táo một chút. Đừng quá mù quáng, làm hại người và hại cả chính bản thân mình. Dù sao cũng là một câu chuyện có kết thúc tốt đẹp, thế nên Tâm An thay mặt cho tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An, đồng hành cùng với tác giả Diễm My trong suốt 15 tập vừa qua. Và hy vọng rằng tác giả Diễm My sẽ gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hay và hấp dẫn như thế này ở những tập truyện phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Chúc cho chúng ta thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua và chống lại dịch bệnh COVID-19. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều chúc cho quý vị một giấc ngủ ngon xin chào và hẹn gặp lại